bắt nhóm cát tặc giữa lúc nguồn cát ở miền Tây đang khan hiếm. Chuyên mục nóng trên mặt báo với câu chuyện tin lời từ số điện thoại lạ, nhiều người bị lừa mất hàng tỷ đồng. Khám phá chợ sâu bọ độc đáo ở thành phố Hồ Chí Minh. Tàu du lịch cánh buồm lớn nhất thế giới. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Xuân Nghĩa và Diễm Loan. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân khốn đốn vì sập bẫy của một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn làm ăn, đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi suất cao. Công an đã vào cuộc đấu tranh bắt giữ các đối tượng. Câu chuyện cảnh báo này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần nội dung chi tiết. Bên cạnh đó là những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật, chọn lọc chuyện đến quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua trong phần tin nóng. Thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép trên sông thuộc thủy phận xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. Trước đó khoảng 3 giờ ngày 17 tháng 6, tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Chợ Mới trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền thì phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang đặt ống hút trực tiếp xuống lòng sông để hút cát, gồm Trần Thanh Danh, sinh năm 1990, Huỳnh Trường An, sinh năm 1999 và Trần Tú Nam, sinh năm 1997, cùng ngụ huyện Chợ Mới. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã hút cát dưới lòng sông lên ghe gỗ được khoảng 3 mét khối cát. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ phương tiện và tang vật để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và lực lượng chức năng tập trung điều tra 9 xe ô tô bị đập kính trong đêm, nghi vấn trộm tài sản. Vụ việc xảy ra tại khu vực chung cư CT8A, CT8B và đường 19 tháng 5 trong khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Một số chủ xe cho biết, sau khi kiểm tra thì phát hiện có dấu hiệu lục lọi đồ đạc phía trong xe, nhưng tài sản không bị mất, các giấy tờ xe vẫn còn. Công an phường Văn Quán và đội hình sự Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh điều tra vụ việc và làm việc với bị hại là các chủ xe bị đập kính. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác minh làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 6, tài xế Đoàn Minh Hiếu, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển xe tải biển số 61C42769, lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Bình Long. Đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Du, thuộc khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, xe tải đánh lái rẽ phải vào đường Nguyễn Du, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93CA00213 do Tưởng Khải Linh, 19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước điều khiển chạy song song cùng chiều bên phải. Sau va chạm, Linh và xe máy bị cuốn vào gầm xe, bị xe tải cán thẳng qua người, tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai cho biết đã có báo cáo kết quả điều tra xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Trung học phổ thông Chi Lăng, khiến 19 học sinh đang ôn thi tốt nghiệp lớp 12 phải nhập viện cấp cứu. Hiện nay sức khỏe của 19 bệnh nhân trên đã ổn định. Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai nhận được tin báo nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Trung học phổ thông Chi Lăng, thành phố Pleiku. Cụ thể, ngày 15 tháng 6, trường tổ chức ăn tại bếp ăn tập thể cho gần 400 người. Sau đó, 19 học sinh xuất hiện các triệu chứng ngộ độc được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã tổ chức niêm phong toàn bộ thức ăn lưu mẫu trong ngày 15 tháng 6 để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Đến 4 giờ chiều ngày 17 tháng 6, tất cả các em đã làm thủ tục xuất viện về nhà. Về nguyên nhân gây ra tình trạng đau bụng, nôn, tiêu chảy theo Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, sau khi tiến hành phân tích, bệnh viện chẩn đoán nghiêng về E. coli. Tuy nhiên, phải chờ đủ thời gian để lên khuẩn đầy đủ mới có thể có kết luận chính xác được. Chuyển sang một vấn nạn đang khiến cho nhiều người mất số tiền lớn. Thời gian gần đây, nhiều người nhẹ dạ cả tin trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao. Có trường hợp bị chiếm đoạt mất đến gần 300 triệu đồng và có người thì bị lừa mất cả tỷ đồng. Vấn nạn đáng cảnh báo này một lần nữa được phản ánh qua sự việc người thật việc thật xảy ra tại Bình Dương. Mời quý vị cùng theo dõi. Với thủ đoạn tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại thông báo về việc yêu cầu tích hợp giấy tờ cá nhân vào tài khoản định danh điện tử mức 2. Dù đã rất thận trọng, tuy nhiên khi các đối tượng đọc đúng các thông tin cá nhân của mình, chị LTT sinh năm 1984, ngụ phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo các hướng dẫn của các đối tượng. Bằng cách gợi ý cho chị T đường link cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị T đã bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và bị chiếm đoạt 294 triệu đồng. Rồi kêu tải qua điện thoại thì em cũng tải, lúc đó tải thành công là sự thật là có. Thì em cũng nghĩ là công an ở tỉnh An Giang thì rất là tích cực, nhiệt tình, nên là em cũng làm theo. Thì khi tải xuống á, kêu đăng nhập mật khẩu, rồi số điện thoại của mình, rồi xác thực 6 số. Thì mình cũng không hề nghĩ. Và chạy, bắt đầu nó tải xuống thì nó chạy rất là chậm, tầm 30 phút luôn mà mới chạy được có 21%. Lúc này mới nghi ngờ là kỳ quá đi. Sau đó là mới kêu cái bạn nam phòng kế bên chạy vô coi giùm, chạy qua coi giùm. Thì qua coi giùm thì lúc này là bạn này là có quen với công an, bạn này mới hỏi là có cái link cái app này không. Thì mới té ngửa ra là nói là không. Thì bắt đầu là em mới tắt máy rồi em coi là cái tài khoản bên kinh của mình là đang đăng nhập bởi thiết bị khác, là em run hết trơn rồi, gọi điện liền cho Vietcombank. Thì lúc đó là kiểm ra là tài khoản của em là mất hết tiền rồi, còn được có 751.000 thôi. Ngoài trường hợp trên, gần đây ở Bình Dương, nhiều người trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao. Cụ thể là bà DNA 76 tuổi, giáo viên về hưu và chồng là ông PVT 80 tuổi, ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã mất hơn 1 tỷ đồng cho các đối tượng giả danh là công an, viện kiểm sát. Các đối tượng đã đe dọa đại nhân liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất cấm. Nói là vợ tôi là bị nghi can ở trong cái vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nó ra quyết định kia cho mình coi là nó nói nó bây giờ phải hợp tác được ra với tôi, mà không hợp tác được ra với chúng tôi thì tất nhiên là chúng tôi phải bắt liền thôi. Cho nên là khi mà nó nói vậy, vợ chồng quá hoảng sợ đi. Nó còn nữa nè, bây giờ nè tôi kêu 113 của Bình Dương cho ông coi nè. Kêu 113 Bình Dương lên nói tôi gì lại quý vị công an 113 Bình Dương bật sắc phục mang quân hàm đàng hoàng. Nó nói vậy sao mình không tin, thấy không? Qua vụ việc trên thì Công an tỉnh Bình Dương cũng hướng dẫn người dân thực hiện 5 không với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để tránh mất tiền trong tài khoản. 1. Không nghe điện thoại đối với số điện thoại lạ tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng hướng dẫn cài đặt truy cập đường link lạ. 2. Không truy cập đường link lạ trên không gian mạng. 3. Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, số căn cước công dân, mã OTP, số điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. 4. Không cài đặt ứng dụng không chính thống, không rõ nguồn gốc. 5. Không làm theo hướng dẫn của bất kỳ tổ chức cá nhân nào qua điện thoại, Zalo, Facebook, vân vân. Thưa quý vị, lịch sử Việt Nam với hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và phát triển đã tạo ra nhiều dấu mốc vàng son. Văn chương là một trong những kênh quan trọng phản ánh và lưu giữ nhiều điều trong bức tranh văn hóa đó. Và với mong muốn giá trị văn hóa, văn học lan tỏa rộng rãi đến với công chúng bằng cách tiếp cận mới, tour du lịch văn học Chữ Tâm, Chữ Tài đã mang đến cho du khách những cảm nhận về sự đặc sắc của văn học Việt Nam qua các thời kỳ văn học cổ, trung đại đến nay. Cảm nhận tinh hoa của ngôn ngữ Việt Nam không phục về những phận người hiền lành, dù sống trong tận cùng khổ đau nhưng vẫn giữ được cốt cách làm nên tinh thần Việt Nam trải qua bao thăng trầm của dân tộc. Trong những tác phẩm lớn của các thế hệ nhà văn, đó là những tinh hoa đầy cuốn hút trong tour du lịch Chữ Tâm và Chữ Tài. Tour du lịch còn cô đọng nhìn lại lịch sử hình thành chữ viết như một lời giải thích cho việc đi xin chữ. Nét chữ tâm, tài qua những câu chuyện về tác giả, tác phẩm, nhân vật và trải nghiệm. Đây là cách kể rất mới để thu hút khách đến với bảo tàng và lan tỏa tình yêu văn học đến với mọi người. Mọi người cứ quan niệm bảo tàng là một cái nơi nó vắng lặng với các cái hiện vật, và khách tham quan thì đến ngắm nhìn nó, đôi khi là hỏi về nó và các cái hướng dẫn sẽ giải thích. Thì đấy là một cách thông thường, và chúng tôi đã tìm cách tiếp cận mới là để cho các hiện vật kể chuyện. Bởi vì ở đây là có hơn 55.000 hiện vật và hơn 30.000 hiện vật là được trưng bày, và mỗi một hiện vật nó có một số phận, nó có một cuộc đời. Hiện vật trưng bày, những nhân tài văn chương đất Việt hội tụ tại đây đã được sáng tạo thành sản phẩm du lịch thu hút du khách và ươm mầm tài năng văn học trẻ. Ngoài những tour tại bảo tàng, trong thời gian tới, bảo tàng sẽ tổ chức các chương trình du lịch chuyên đề kết nối với quê hương, các tác giả nhân vật, địa điểm nổi tiếng trong các tác phẩm bằng nhiều hình thức trải nghiệm hấp dẫn, độc đáo và khác biệt. Bảo tàng Văn học Việt Nam, nơi quy tụ những giá trị của nền văn học nước nhà qua nhiều thế kỷ. Từ câu chuyện đằng sau những hiện vật được trưng bày, lưu giữ, bảo quản tại đây đã đem đến cho du khách những khám phá mới, xen lẫn cảm giác suy tư, sâu lắng về điều tưởng quen mà lạ. Vâng ạ. Và tiếp theo mời quý vị cùng đến thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta cùng khám phá một ngôi chợ khá là độc lạ thưa quý vị. Đó là chợ Sâu Bọ. Chợ Sâu Bọ tọa lạc ở quận 5. Gần 30 năm qua, khu chợ độc đáo này là nơi phục vụ lớn nhất về nguồn thức ăn cho người chơi chim cảnh, cá cảnh ở thành phố. Mới chỉ hơn 6 giờ sáng, khoảng sân nhỏ Đép Bình bên hông Thuận Kiều Plaza, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã khá khuyên đáo với hàng chục người bu quanh các giỏ, thau, chậu, thùng xốp đựng đầy các loại sâu bọ, cào cào, dế, châu chấu và cũng cả tắc kè, thằn lằn, rắn, bò cạp. Kẻ bán người mua, khu chợ độc lạ dành cho người chơi chim cảnh, cá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh này đã có gần 30 năm. Ngày nào cũng đi mua, mình ngày nào mình cũng ăn thì ngày nào nó cũng ăn vậy thôi. Bao nhiêu cũng được vậy, 5.000, 10.000, 2.000 cũng được vậy. Hàng là mua nhiều quá nó ký căng nó chết luôn á, không có lẽ dành. Gọi là chợ nhưng cũng chỉ khoảng hơn chục người buôn bán các loại sâu bọ. Tiểu thương là người chuyên bắt côn trùng hoặc thu mua sâu bọ ở ngoại thành Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Long An, Tây Ninh, chạy xe máy đến bán rồi về. Người mua lẻ thì 2.000 đồng đến 10.000 đồng một mớ, người thì mua sỉ cả bao, cả thùng sâu bọ về các cửa hàng bán lẻ khắp thành phố. Chợ họp mỗi ngày, đông nhất tầm từ 7 tới 9 giờ sáng thì người chơi chim cảnh, cá cảnh vừa đi cà phê sáng, vừa tranh thủ mua thức ăn cho chim cưng, cá quý. Ở sân thượng em chưa đem cào cào xuống cung cấp ở dưới đây, em giao ở đây rồi để người ta bán lẻ ra, thì làm hôm nay mấy chục năm rồi, tự hầu bà đầu bà cố em tới bây giờ. Ban đầu chợ chỉ bán sâu bọ, dần về sau thành nơi trao đổi mua bán chim cảnh, khách đến để mua bán chim, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim. Tiểu thương thì bán thêm cả lồng, thức ăn, dụng cụ nuôi chim, khiến chợ thêm sum tụ. Đó là cái đảo chim là bắt đầu tụ tập trưa, là bắt đầu gom lại đó. Kẻ thì bán, người thì đá, nó thì súng nhau là bàn tán nhau, uống cà phê chơi. Không chỉ là chén cơm nuôi sống nhiều lao động nông thôn có thêm thu nhập, chợ Sâu Bọ ở thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi quen thuộc để tìm về của những người yêu cá, yêu chim, cả những người sống nơi thành thị vẫn mênh mang đổi gió đồng quê. Một câu chuyện thú vị được ghi nhận ở Kiên Giang có liên quan đến một món ăn đặc sản mà Diễm Loan tin là nếu Diễm Loan nói ra thì sẽ khiến cho nhiều quý vị muốn thưởng thức ngay đấy ạ. Đó là món khô ếch. Với trăn trở về một hướng đi mới để nông sản quê nhà gia tăng giá trị, giúp cho người dân thoát nghèo, làm giàu, anh Phan Văn Phê đã mày mò và thành công với sản phẩm khô ếch mang hương vị độc đáo. Theo anh Phê, để có 1 kg khô ếch thành phẩm cần có 5 kg ếch tươi làm sạch, ướp với đường, tiêu, nước mắm. Bí quyết để làm khô ếch có mùi thơm đặc trưng cần phải rửa sạch, sẽ ướp với rượu, gừng, ướp thêm ớt tươi giã nhuyễn để ruồi nhặn không đậu vào khi phơi. Với cách làm này, thịt ếch sau khi phơi không chỉ có màu đỏ bắt mắt mà còn bảo quản được lâu. Giá bán khô ếch thành phẩm dao động từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng một ký tùy theo số lượng. Hiện sản phẩm khô ếch của anh Phê đã thực hiện đăng ký chứng nhận sản phẩm ô cốp, đồng thời anh Phê cũng kêu gọi liên kết sản xuất, tiêu thụ từ các doanh nghiệp để ổn định đầu ra. Bên cạnh đó, anh Phê cũng vận động các hộ nuôi ếch tham gia hợp tác xã nông dân nuôi và sản xuất khô ếch. Cũng như các mặt hàng nông sản khác, ếch là loại vật nuôi có triển vọng về hiệu quả kinh tế nếu có sự liên kết chặt chẽ trong vùng sản xuất, từ chăn nuôi đến chế biến thông qua các kênh bán hàng và đến tay người tiêu dùng. không chỉ tránh được tình trạng dồi dào ế hàng dẫn đến nông dân thua lỗ mà còn gia tăng giá trị. Nhận thấy nhu cầu chơi chim cu gáy ngày càng cao, cũng như là số lượng chim cu gáy trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, một anh thanh niên ở thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn đầu tư với mô hình nuôi chim cu gáy sinh sản để cung cấp giống cho thị trường. Với mô hình tuy cũ mà mới này, anh mang về thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Hơn 15 năm trước, anh Lê Văn Gắm, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, chỉ nuôi chim cu gáy để giải trí. Nhưng sau khi tìm hiểu, anh nhận thấy nhu cầu nuôi chim cu gáy cảnh đang được thị trường ưa chuộng mạnh, nên anh đã bắt đầu cho chim nhân giống. Sau quá trình nhân đàn, vài năm gần đây, anh mới mở rộng mô hình nuôi. Đến nay, anh có hơn 20 cặp chim bố mẹ và hàng chục chim cu gáy con, chủ yếu là giống chim cu Malaysia. Để nuôi chim có hiệu quả, anh đã mua thêm một số chim cu gáy Nhật Bản chuyên để ấp trứng và nuôi chim cu gáy bản địa. Giống như là lúa nè, rồi cỏ Thái, rồi gạo lứt, thỉnh thoảng mình có thể bắt, và đặc biệt đó là phải là cám của gà để cho nó đút cho con đó. Cái đó là bắt buộc là phải cần có. Chim cu gáy là loài khá dễ nuôi, có sức đề kháng tốt và ít phát bệnh. Thức ăn chủ yếu là các loại hạt như lúa, gạo lứt, bắp và một số loại thức ăn công nghiệp tùy vào độ tuổi của chim. Chim cu gáy sau khi nuôi từ 7 tháng trở lên có thể cho sinh sản. Trung bình một năm chim mái đẻ từ 7 tới 8 lứa, mỗi lứa đẻ 2 trứng, tỷ lệ nở 70%. Chim con sau khi nở từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi sẽ có thể xuất bán. Theo anh Gắm, nuôi chim cu gáy sinh sản khó nhất là lúc ghép đôi, phải chịu khó quan sát thì việc ghép đôi mới thành công. Hiện nay, chim cu gáy của anh Gắm được xuất bán ra thị trường rộng khắp cả nước. Trung bình mỗi tháng anh xuất từ 10 tới 15 cặp chim cu gáy giống với giá từ 2,5 tới 3,5 triệu đồng một cặp. Đối với chim cu gáy bố mẹ có giá từ 20 tới 30 triệu đồng một cặp. Sau khi trừ tất cả các chi phí, anh Gắm thu về hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Phần tin thế giới đáng chú ý, ẩn mình trong khuôn viên Viện Tâm thần Creekmore ở thành phố New York, Mỹ là một trung tâm nghệ thuật độc đáo, được gọi là bảo tàng sống. Đây vừa là nơi sáng tạo nghệ thuật, vừa là phòng trưng bày tranh, các tác phẩm điêu khắc của những người mắc bệnh tâm thần ở Mỹ và cả những quốc gia khác. Bảo tàng sống hiện thu hút khoảng 70 nghệ sĩ không chuyên đến vẽ tranh hoặc điêu khắc các bức tượng. Họ là những bệnh nhân ngoại trú của Viện Tâm thần Creekmore, trong đó đa phần không được đào tạo chuyên môn về mỹ thuật. Ốc đảo sáng tạo nghệ thuật đặc biệt này do nhà tâm lý học Creekmore cùng với tiến sĩ Janos Martin và nghệ sĩ người Ba Lan Boli Krestinski thành lập vào năm 1983. Khi đến đây, mọi người được xem như nghệ sĩ thay vì là người bệnh tâm thần. Điều này có ý nghĩa tích cực, giúp ích cho quá trình hồi phục của họ. Bảo tàng này giống như một nơi thư giãn. Tôi có thể ở đây cả ngày để vẽ mà không nghĩ đến những điều tiêu cực hay bạo lực. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được vẽ tranh. Bảo tàng sống có thiết kế không gian rộng mở, giúp các bệnh nhân tâm thần có nhiều góc riêng tư để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Ngoài ra, nơi đây còn có các khóa học như thái cực quyền, khiêu vũ, làm vườn hay câu lạc bộ điện ảnh nhằm trang bị thêm kiến thức và tạo điều kiện cho các bệnh nhân tâm thần giao tiếp xã hội. Theo ban quản lý, sứ mệnh của bảo tàng sống là nơi nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần, cũng như tạo cầu nối để mọi người cảm thông, giúp đỡ các bệnh nhân nơi đây. Tiếp theo sau đây, mời quý vị cùng khám phá một phương tiện đường thủy hứa hẹn sẽ trở thành tàu buồm lớn nhất thế giới khi hoạt động vào năm 2026. Atlantis, The Atlantis, hãng đóng tàu với hơn 150 năm kinh nghiệm trong ngành, cộng tác với Bloomberg, công ty kỹ thuật đa quy để tạo ra tàu buồm lớn nhất thế giới bằng tên Orient Express Ulysses. Mẫu tàu mới sẽ dài 220 m và sở hữu 3 cột buồm cao sừng sững. Các cột vươn cao hơn 100 m với diện tích mặt buồm là 1.500 m. Tàu Ulysses sẽ có 54 cabin hoạt động nhờ động cơ nhiên liệu kép đến từ công ty Wärtsilä, sử dụng cả khí tự nhiên hóa lỏng và hydro, là một bước quan trọng thúc đẩy hoạt động bền vững trong ngành hàng hải. Dự kiến, Ulysses sẽ ra khơi vào năm 2026. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, sạt lở đất ở Bắc Cạn, 4 người trong gia đình tử vong. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới, thú vị du lịch lưu trú trên sông, khám phá văn hóa đặc sản Nam Bộ. Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng cảnh báo khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân khốn đốn vì sập bẫy của một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn làm ăn, đáo hạn ngân hàng và hứa là sẽ trả lãi suất cao. Công an đã vào cuộc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, bài học rút ra sau các vụ án đó chính là các đối tượng phạm tội đã lợi dụng triệt để lòng tham của các bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự được thực hiện tại Quảng Bình. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là những bị hại của các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn lên tới hơn 100 tỷ đồng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Bình triệt xóa vào đầu tháng 4 năm nay. Vì là chỗ quen biết, thậm chí là bạn cùng làm ăn cùng với các đối tượng, nên khi nghe các đối tượng tác động, các bị hại này đã không ngần ngại giao số tiền lớn gần 40 tỷ đồng cho các đối tượng trong vụ án. Em chuyển cho Thủy là gần 33 tỷ, nhưng mà nhận lại đây cho hiện tại con ở Thủy là hơn 30 tỷ. Thì đầu tiên làm thì bọn em đem những cái số tiền nhỏ thôi, những cái số tiền cứ vài tỷ đó, những dân khi lòng tin hơn cao lên, dạ thì bọn em mới đem cái số tiền nhiều hơn. Thì em gọi cho Thủy thì hầu như Thủy không có máy nữa, và gạch nhắn tin Thủy trả lời là Thủy chưa dính nhiều và Thủy bỏ đi. Thì em mới tìm Thủy về báo trình báo về công an. Trước đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam để điều tra đối với Hoàng Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1988, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, và Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1987, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận từ năm 2023 đến nay, Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đã huy động tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. Các cái đối tượng khi tiếp cận những cái người dân có cái nguồn tiền đang nhàn rỗi thì các cái đối tượng đưa ra cái thông tin thứ nhất là từ giới thiệu bản thân có nhiều cái mối quan hệ quen biết với nhiều người trong cái hệ thống ngân hàng. Thứ hai nữa, bản thân cũng biết đến nhiều cái khách hàng đang có cái nguồn muốn để cần vay đáo hạn, đồng thời đưa ra các cái thông tin là trả cái lãi suất rất là cao, cao hơn cái lãi suất của ngân hàng đối với những người này. Thì mục đích là đánh vào cái lòng tham của những người đang có cái nguồn vốn tiền. Thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này là không mới, song vẫn có nhiều người sập bẫy. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đã nhận số tiền của 6 bị hại trên địa bàn thành phố Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác. Tất cả các vụ mà đơn vị đang thụ lý thì những người đang cho vay gần như 100% là chưa thu hồi lại được vốn. Tuy nhiên là cái điều mà chúng tôi muốn cảnh báo ở đây là tiền cho vay thì mất đi là chắc chắn rồi. Còn lại là cái việc cho vay lãi nặng thì theo quy định của luật pháp thì đây là một cái hành vi cũng là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. Có thể nói vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi đứng trước nguy cơ có thể bị các đối tượng lừa đảo tiếp xúc, tác động, thậm chí đó là những người quen thân, bạn bè. Khi sập bẫy các đối tượng góp tiền để hưởng lãi suất cao thì không chỉ là nạn nhân tiền mất tật mang mà cũng có thể bị xử lý hình sự về hành vi cho vay lãi nặng. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 18 tháng 6, theo đại diện, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bắc Cạn cho biết, vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 4 người tử vong. Cụ thể, tại thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà có 5 người thì chỉ có 1 người thoát kịp ra ngoài, 4 người còn lại bị vùi lấp, gồm ông Nông Căn Chạ, sinh năm 1983, bà Hoàng Thị Thía, sinh năm 1981, chị Ngô Thị Mây, con dâu, sinh năm 2006 và một cháu bé con của chị Mây 1 tháng tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, nhân dân địa phương và lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc đào bới, nỗ lực giải cứu nạn nhân. Đây là một gia đình người dân tộc Mông, là hộ nghèo của xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm. Ngày 18 tháng 6, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Cụ thể, khoảng 16 giờ chiều ngày 17 tháng 6, một nhóm gồm 5 học sinh rủ nhau ra khu vực Hồ Đá Trắng, phường Hòa Thọ Tây để tắm. Trong lúc tắm, hai em Lê Duy Tê, sinh năm 2014 và Ngô Quang Tê, sinh năm 2010, không may bị đuối nước. Sau đó, nhóm bạn chạy đi truy hô bỏ cười đến cứu. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an và người dân nhanh chóng tham gia tìm kiếm hai em. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nạn nhân nhưng cả hai đều đã tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hòa Thọ Tây, khu vực gặp nạn là hồ sâu tự nhiên cách xa khu dân cư. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một con kỳ đà hoa do người dân ở huyện Nhà Bè tự nguyện bàn giao. Theo đó, trưa ngày 13 tháng 6, anh Nguyễn Thành Tài, 35 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, ra sau nhà gần mé sông Đồng Điền, còn gọi là sông Kinh, để rửa mình. Bất ngờ, anh Tài thấy một con kỳ đà bơi từ khu vực có cây cối mọc cao sang chuồng gà gần đó như để tìm bắt gà. Anh Tài đã dùng vợt bắt con vật và nhốt lại. Sau khi tìm hiểu biết đây là động vật quý hiếm, được bảo vệ, nên anh Tài đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh với nguyện vọng bàn giao. Đến tiếp nhận, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đây là con kỳ đà hoa giới tính cái, trọng lượng 3,2 kg thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thời điểm tiếp nhận, con kỳ đà hoa bị thương ở bụng. Thưa quý vị, hiện nay du lịch ngày càng phát triển, nhu cầu được trải nghiệm của khách du lịch ngày càng nhiều. Mô hình lưu trú, homestay cũng là lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Bởi đây là mô hình du lịch thân thiện, du khách có thể hiểu thêm về con người và văn hóa bản địa. Và tại quận Bình Thủy thuộc thành phố Cần Thơ, có một mô hình lưu trú vô cùng mới lạ và độc đáo trên dòng sông Hậu. Đến đây, du khách được nghỉ dưỡng trên sông, tạo nên nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng trải nghiệm du lịch lưu trú trên sông, khám phá văn hóa đặc sản Nam Bộ vô cùng thú vị này nhé. Mô hình lưu trú độc đáo này là The Local Homestay thuộc địa phận phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhằm lan tỏa đến khách du lịch về văn hóa đặc trưng của con người vùng Tây Nam Bộ. The Local Homestay đã lấy ý tưởng của chiếc ghe bầu và mong muốn mang đến một không gian gần gũi thân thuộc, tạo cảm giác mát mẻ và bình yên cho du khách khi đến Cồn Sơn trải nghiệm du lịch sinh thái và lưu trú tại đây. Chiếc thuyền này vốn dĩ nó là chiếc ghe bầu chở gạo của thương hồ sông Mê Công hồi xưa, thì mình lấy ý tưởng từ đó mình cải tạo lại. Trên chiếc thuyền này nó cũng có một câu chuyện riêng, tại vì nó là chiếc du thuyền đầu tiên của Cần Thơ đi dọc sông Mê Công mà do chính tay người dân Cần Thơ đóng. Còn thì khi mà khách lưu trú ở đây á, thì tụi anh sẽ đánh mạnh về lưu trú và những cái hoạt động xung quanh như chèo kayak, chèo sụp để mà tham quan một vòng ở Cồn Sơn. Khác với các homestay khác, phòng lưu trú ở The Local Homestay là một con tàu gỗ trên sông, được người chủ thiết kế tối ưu, tạo ra một không gian yên bình cho du khách nghỉ ngơi thư giãn. Những chất liệu trang trí được lựa chọn là những chất liệu quen thuộc như tre, mây, vát, gỗ, vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo cảm giác gần gũi với văn hóa của con người Tây Nam Bộ. Mà mình được đi tàu qua tới đây em cảm thấy rất là mát mẻ và có nhiều trải nghiệm mới lạ. Khi mà đi tới những cái nơi nó không phải là kiểu ở thành phố nữa, mình có cảm giác rất là thân thuộc và có nhiều cảnh quê. Mình biết qua mạng xã hội, mình biết được về homestay này là qua mạng xã hội. Là mình thấy có một cái thuyền ở đây, hình như là mỗi cái homestay đều thiết kế theo cái thuyền khá là độc đáo. Ở đây có những đàn cá thiên nhiên, thì mình thấy những đàn cá này rất là lạ, cũng rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên mình đến cái homestay này, thì mình thấy nó rất là độc đáo và mới lạ với nghỉ dưỡng trên thuyền. Cái này là lần đầu tiên mình thấy. Không khí ở đây thì mình thấy rất là hòa hợp với thiên nhiên, rất là dễ chịu. Nói chung là đây là một khu mà để yên tĩnh, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mà căng thẳng. Dù mới đi vào hoạt động cách đây không lâu, The Local Homestay cũng thu hút nhiều du khách với mô hình lưu trú độc đáo này. Homestay đã mang thiên nhiên kết nối với con người, chính vì thế mà nhiều khách du lịch chọn nơi đây vào những ngày nghỉ cuối tuần và những ngày lễ để tận hưởng không khí mát mẻ, những phút giây ấm áp bình yên bên gia đình và bạn bè. Bên cạnh cho du khách ở lại lưu trú, homestay có nhiều hoạt động thú vị như cắm trại, tiệc nướng ngoài trời, bắt ốc, tắm ao. Đây chính là một điểm đến vô cùng thú vị dành cho những ai muốn đến trải nghiệm văn hóa của người miền Tây sông nước. Một trải nghiệm du lịch rất hấp dẫn đúng không ạ? Nếu có dịp đến vùng đất Tây Đô, quý vị đừng bỏ lỡ mô hình lưu trú vô cùng mới lạ và độc đáo trên dòng sông Hậu này nhé. Chắc chắn là sẽ gây thương nhớ cho những ai muốn đến trải nghiệm văn hóa của người miền Tây sông nước. Vâng thưa quý vị, và trải nghiệm du lịch hấp dẫn đó cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa Xuân Nghĩa cùng với Diễm Loan xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.